vô tận vô biên, vân vân. Không phải vậy đâu các con à. Tâm hết tham sân si mạn nghi là chứng đạo các con à. Hỏi 21C. Con xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp như ngũ triền cái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và các pháp quán tư duy, thân, thọ, tâm, pháp, thân ngũ quẩn đều vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, vân vân. Các pháp trên con đã tu tập trên một thời gian dài, thân tâm được an ổn, các chướng ngại trong tâm được giảm đi rất nhiều. Đến nay con không còn tu tập các pháp đó nữa, con đã chuyển sang tu tập pháp quán thân trên quán thân trong bốn oai nghi. Mỗi oai nghi con tu tập thời gian 10 phút rồi lại chuyển sang oai nghi khác. Kính thưa thầy, con tu tập và xả tâm như vậy có được không? Con nghĩ nếu con không tu tập liên tục quán thân trên thân như vậy thì tâm con dễ phóng dật, buông lung, lười biếng, rồi có lúc ngủ phi thời, nên con đã tự tu tập liên tục như vậy. Ngoài ra con còn tận dụng kết hợp xả tâm, ly dục, ly ác pháp trong mọi thời gian trống, vì con muốn cho thân tâm mau chóng hoàn toàn thành thanh tịnh. Đáp: con tu tập pháp quán xả tâm, ly dục, ly ác pháp như vậy rất đúng, không sai. Rồi con tiếp tục tu tập quán thân trên thân tứ niệm xứ trong bốn oai nghi để bảo vệ và giữ gìn tâm mình bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Con tu tập như vậy không sai, hãy cố gắng tiếp tục để tâm bất động được kéo dài đến khi chứng đạo mới thôi. Con đường tu theo đạo Phật bắt đầu ly dục, ly ác pháp trên pháp môn tứ chánh cần, rồi kế tiếp ly dục, ly ác pháp vi tế trên pháp môn tứ niệm xứ. Như vậy con đã tu tập đúng theo lộ trình của đạo Phật dạy. Con đừng sợ lạc đường, chỉ còn có thời gian 7 ngày đêm tâm bất động vô lậu là đến nơi đến chốn con à. Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Con đường tu tập cũng vậy các con à. Phật pháp không khó vì tu tập với những pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ, mà khó vì lòng người không bền chí kiên trì tu tập với pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ. Cho nên lộ trình tu tập của Phật giáo từ thấp đến cao, từ giới đến định cụ thể rõ ràng. Vậy mà có người không hiểu, nghe nói thiền định là ôm ngay tu tập, mà không chịu khó suy tư cho chín chắn trình độ mình đang ở lớp tu tập nào. Đừng vội vàng ham tu mà tự đưa mình vào con đường rối loạn thần kinh, trở thành điên khùng, thật là tội nghiệp. Các sư Nam Tông tu hành chưa làm chủ sinh tử mà dám đem pháp môn tứ niệm xứ dạy người tu tập, đó là những người điếc không sợ súng. Những người mù mà làm hướng đạo viên thì biết chừng nào đến nơi đến chốn. Hỏi 21 giây.